Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. 7 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tính chung 7 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hương Yên tăng 10,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trên 10%, sản xuất và phân phối điện tăng trên 12%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 13%. Đóng góp vào chỉ số sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh, chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất xe có động cơ, sản xuất giường tủ bàn ghế. Chỉ tính riêng từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024, tại tỉnh Hưng Yên, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 178 doanh nghiệp với vốn đầu tư đăng ký trên 2.600 tỷ đồng và có 39 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến nay Toàn tỉnh có 578 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động. Quốc gia có số dự án vốn đầu tư đứng thứ nhất là Nhật Bản với 176 dự án. Ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của chính phủ do thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tỉnh Hưng Yên khẩn trương triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10 tháng 6 năm 2024. Đây là văn bản quan trọng xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế xã hội dài hạn, giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng, để mạnh đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, ưu tiên đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Bên cạnh đó, có giải pháp đồng bộ triển khai hiệu quả đề án thương mại điện tử quốc gia và sản xuất thương mại điện tử của tỉnh, phát triển các kênh phân phối, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh của bà con nông dân, xây dựng cánh đồng mẫu, cơ giới hóa nông nghiệp nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường công tác thúc đẩy xúc tiến thương mại, khắc phục tình trạng được mùa bất giá, được giá bất mùa. Là vùng đất văn hiến, tỉnh Hưng Yên còn nhiều dư địa để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái văn hóa tâm linh. Do vậy, cần có giải pháp lộ trình cụ thể để phát huy hết những tiềm năng, lợi thế để vươn lên một cách bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 26 ngày 8 tháng 8 năm 2024 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Chỉ thị nêu rõ, năm 2024 phải là năm bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc. Để đạt được mục tiêu phấn đấu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Cụ thể các bộ cơ quan trung ương và địa phương phải khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, phấn đấu khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền giao, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024. Các bộ cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng quý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, phân công cụ thể lãnh đạo, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Đồng thời, chủ động ra soát đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân trong nội bộ của Bộ, Cơ quan Trung ương, địa phương theo quy định, bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao. Thủ tướng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án Cụ thể các bộ cơ quan trung ương và địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo, xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án, cần phải tập trung tháo gỡ. Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng. Đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc trọng điểm, đường liên vùng, đường ven biển. Cùng với đó, các bộ cơ quan trung ương và địa phương cần tập trung thao gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai tài nguyên, thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu, xây dựng, phục vụ cho những dự án đầu tư công, xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án. Thủ tướng yêu cầu tăng cường tần suất kiểm tra dự án để chấn chỉnh ngay các tồn tại bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công siết chặt kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo thực chất, không lạm dụng việc tạm ứng hợp đồng, đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của luật đầu tư công hạn chế trình cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn dự án. Khoảng thời gian còn lại, gần 5 tháng của năm 2024 sẽ là cao điểm về hoàn tất thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. 130 ngày đêm thi đua với tinh thần làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để hoàn thành khoảng 15 gói thầu dự án giao thông trong thời gian còn lại của năm là nhiệm vụ thách thức. Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng sẽ đóng vai trò then chốt. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, phối hợp sát hơn với các địa phương, trong đó có những khối lượng giải phóng mặt bằng như 370 tỷ đồng của đường Trần Quốc Hoàn hay 770 tỷ đồng của dự án cầu Nguyễn Khái, đây là khối lượng rất lớn, cần phối hợp với các địa phương để giữ được tiến độ vào cuối năm. Qua 7 tháng thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được gần 11.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ gần 15%. Để đạt mục tiêu cả năm đạt tỷ lệ 95%, lãnh đạo thành phố yêu cầu trong những tháng còn lại, các chủ đầu tư phải cam kết số lượng giải ngân hàng tháng. Cùng lúc, phải tiến hành chuẩn bị các dự án của năm sau ngay từ thời điểm này để không lặp lại tình trạng giải ngân chậm. Theo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề vật liệu san lấp cho dự án trọng điểm quốc gia khác là đường vành đai 3 sẽ phần nào được giải quyết vào cuối tháng 8 với nguồn cát hỗ trợ từ Vĩnh Long, Tiền Giang. Từ đó, khối lượng thi công dự án này kỳ vọng sẽ tăng đáng kể trong quý 3 và quý 4.